truy cập ngay robotsiêurẻ.com, số mua bán robot uy tín hàng đầu Việt Nam. Thôi chết rồi, làm thế nào bây giờ? Nếu mình cứ đứng đây không biết làm gì thì chắc chắn tên thầy giáo khối B kia sẽ giết mình mất. Tất cả những thuật cấm trong quyển sách này đều phải học trong một thời gian rất dài, bởi vì nó yêu cầu một người phải có sức lực cao thì mới có thể chịu nổi sức ép của nhẫn thuật. Nếu mà mình mạo hiểm học một nhẫn thuật ngay bây giờ thì chắc chắn sức mình sẽ không bao giờ chịu nổi đâu, và thậm chí nó có thể phản tác dụng giết mình ngay tại đây. Thôi chết rồi, làm thế nào bây giờ? Thôi được, liều đi, mình sẽ cố gắng hết sức có thể để học một thuật cấm nào đó ngay tại đây, bởi vì trước sau gì tên thầy giáo khối B kia cũng lao vào giết mình mà thôi. Tên khốn kiếp, người không xứng đáng là một thầy giáo và là một ninja trong làng lá, ta sẽ phải giết ngươi. Đã yếu còn thích ra gió ư? Cái trình độ của ngươi chỉ dạy nổi lũ học sinh trong trường thôi, còn trình độ của ta thì khác hẳn. Để xem trong quyển sách này có thuật gì dễ học nào. Đây rồi, phân thân truy thuật ư? Nghe cũng hấp dẫn nhỉ, mình sẽ cố gắng học thử thuật này xem sao. Ngay sau khi giết ngươi, ta cùng với thuật cấm sẽ quay trở lại và giết cả tên Hokage. Ta sẽ giết tất cả vợ con người luôn. Không ổn rồi, đã một thời gian rất dài mình chỉ biết đi dạy học, bây giờ kỹ năng chiến đấu của mình không còn như trước nữa. Mình đã quá lười biếng trong việc luyện tập rồi. Không, ta sẽ đứng lên bảo vệ đồ AV và cả làng lá này. Người không được động vào học sinh của ta. Hãy xem đây, phi tiêu siêu to khổng lồ. Cái gì vậy? Thôi chết, mình bị trọng thương mất rồi. Tưởng nhà người thế nào có mỗi cái phi tiêu cũng không né nổi thì còn làm ăn được cái gì nữa. Tại sao mình lại yếu đuối như vậy? Thầy xin lỗi đứa AV, thầy không thể bảo vệ nổi em rồi. Than vãn nhiều lời chả được gì đâu, bây giờ ta sẽ kết liễu ngươi luôn. Ngươi sẽ phải chết dưới tay ta. Nếu ngươi nói ta không xứng đáng làm một ninja trong làng lá, thế một kẻ yếu đuối như ngươi thì là cái gì? Cuối cùng sau bao năm tháng qua, ta cũng đã lừa được một học sinh ăn trộm quyển sách của ngài Hokage, và bây giờ tất cả các thuật cấm sẽ thuộc về tay ta. Ngươi không xứng đáng làm ninja làng lá. Thật buồn cười, ngươi nghĩ ta muốn làm ninja của làng lá sao? Ta muốn làm bá chủ của tất cả các làng. Giờ thì chết đi. Cái gì vậy? Lại là ngươi hả tên nhóc? Hãy bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu của nhà ngươi ra khỏi thầy giáo ta. Hãy giải quyết với ta đây này. Ta sẽ dùng tất cả sức lực của mình để cứu thầy ấy. Tại sao thằng nhóc này bây giờ lại mạnh miệng gớm thế nhỉ? Ngươi có bị ảo tưởng không đấy? Ngươi nghĩ rằng cái sức lực trẻ con nhà ngươi có thể đánh bại nổi ta sao? Thôi được rồi, bây giờ ta sẽ đổi ý. Ta sẽ giết ngươi ngay trước mặt của thầy giáo khối A. Thằng danh con láo toét như ngươi xứng đáng phải chết. Cho dù ngươi có làm gì thì đừng có động vào thầy ta. Thầy ta không liên quan gì tới việc này cả. Đúng là suy nghĩ của một thằng nhóc. Ta phải giết nó để bịt miệng lại, nếu không nó sẽ mách với tất cả các ninja trong làng và đi tìm ta đấy. Vậy thì bước qua xác ta trước đi. Ra vậy, hãy cùng ta chạy đi, chúng ta không thể đánh bại được hắn đâu. Thầy cứ yên tâm, bây giờ con đã là một người mạnh mẽ hơn rồi. Ước mơ của con đó chính là trở thành một Hokage, và một Hokage thì không bao giờ lùi bước. Phân thân truy thuật. Hả? Cái gì vậy? Tại sao nó có thể học được một thuật cấm trong thời gian nhanh như vậy? Có lẽ nào sức lực của nó chính là một con quái vật? Có lẽ nào đó là sức mạnh của kiểu vĩ? Đó chính là lý do tại sao mà cơ thể của thằng bé chịu nổi cái thuật cấm này. Hai nhà ngươi đừng có vội mừng. Cái sức lực của con phân thân này cũng yếu đuối giống như người thổi rửa về. Một thằng nhóc phân thân lên làm hai thằng nhóc thì ta cũng chả ngại gì đâu. Chắc là mình phải sử dụng nhiều chakra hơn rồi. Giờ thì sao? Phân thân chi thuật, tất cả hãy lao lên úp sọt hắn đi. Hai thằng nhóc còn được, thêm mấy thằng nhóc khác thì ta cũng chả ngại gì đâu. Nào lại đây, các ngươi chỉ là học sinh thôi. Ta cũng khá là bất ngờ khi cơ thể ngươi có thể chịu nổi thuật cấm này đấy. Nhưng mà ta cũng sẽ nói luôn là ngươi học sai thuật rồi. Không ổn rồi, mình không còn một chút sức lực và một chút chakra nào nữa cả. Cơ thể mình cứng đơ mất rồi. Vậy thì chết đi. Lại là ngươi hả tên thầy giáo khối A? Ta đã nói là ta sẽ giết thằng nhóc này trước mặt ngươi rồi cơ mà. Bây giờ hai ngươi muốn chết chung sao?
Thôi được rồi, thầy ơi, hãy xuống dưới đi, em có một kế hoạch này rất hay. Chúng ta có thể thoát khỏi đây. Không dễ như vậy đâu. Hãy xem sức mạnh của ta đây. Ha! À, cái gì vậy? À, tại sao lại có hai cô gái khỏa thân ở trước mặt thế này? Ê, nhân thuật gì vậy? Bọn chúng đâu rồi? Tôi chết rồi. Tại sao lại có một cái nhân thuật kỳ lạ như vậy? Tôi chết. Nếu bọn chúng báo với ngài Hokage, chắc chắn ta sẽ bị tiêu diệt mất. À! Nhanh nào, cuối cùng chúng ta cũng đã về tới làng rồi. Lần sau mình sẽ không bao giờ dại dột như thế nữa. Đây quả là một bài học nhớ đời đối với mình. Không ngờ mình lại học được cái thuật cấm đó mà cơ thể không bị làm sao cả. Thật kỳ lạ. Ơ kìa thầy ơi, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Tại sao lại rẽ thẳng tới căn phòng của ngài Hokage thế này? Để trả lại quyển sách thuật cấm cho ngài Hokage chứ còn sao nữa. Đó là một quyển sách rất nguy hiểm khi rơi vào tay người ngoài. Cứ yên tâm đi R.A.V. Ta sẽ kể hết cho ngài Hokage về sự việc chúng ta vừa xảy ra. Vâng. Nhưng mà thầy đừng có kể cho ngài Hokage rằng em đã học được một cái thuật cấm trong quyển sách đó rồi nhá. Chứ không ngài ấy mắng em chết. Thôi được rồi, nhưng mà trước sau gì ngài ấy cũng tự biết thôi. Bây giờ chúng ta cùng đi lên nào. Ui, sợ thế. Hy vọng mình sẽ không bị mắng về việc ăn trộm quyển sách này. Hả? Có lẽ nào người ngồi trên bàn kia là ngài Hokage sao? Tại sao ông ta già vậy nhỉ? Dạ, thưa ngài Hokage, vừa nãy tên thầy giáo khối B ở trường đã sai thằng nhỏ RAV này đi ra đây và đánh cắp quyển sách cấm thuật trên bàn. Cũng may là tôi đã đuổi theo và ngăn chặn việc này lại. Tên đó chắc chắn là bây giờ sẽ không dám quay trở lại làng đâu. Hắn đã bỏ trốn đi một nơi nào đó rồi. Thằng đó là RAV sao? May mắn, cảm ơn cậu nhá, thầy giáo khối A. Chắc chắn việc làm này của cậu sẽ được thăng chức vào một ngày nào đó. Ủa, lạ nhỉ? Tại sao ông thầy giáo với cả ông Hokage này nói chuyện như kiểu biết mình từ trước đây vậy? Này RAV, cháu hiện tại đang sinh sống một mình đúng không? Dạ vâng. Tại sao ông lại biết? Ta là trưởng làng thì cái gì ta chả biết. Thôi được rồi, này Kai, hãy dẫn cậu bé đó đi lấy một bộ quần áo khác đi. Chứ ta thấy cái bộ cậu đang mặc này rách rưới và cũ lắm rồi. Vâng thưa ngài, tôi sẽ dẫn cậu bé ra bộ phận trung tâm thành phố để chọn quần áo. Hiện tại ở đó có rất nhiều quần áo đẹp và mới tinh. Cái gì cơ? Thôi ngài ơi, không cần đâu, từ bé đến giờ tôi chỉ mặc bộ này thôi. Ngài Hokage đã cho rồi thì cậu cứ nhận lấy. Bây giờ theo tôi nào, ở dưới đó có rất nhiều quần áo đẹp. Cậu thích cái nào thì cậu có thể chọn. Cứ yên tâm. Trời đất ơi, quần áo để làm gì? Tôi muốn đi ăn mì ramen cơ. Hãy cho tôi đi ăn mì đi. Trời đất ơi, ông già Hokage này lắm chuyện thật. Mình có cần quần áo đâu mà tự nhiên lại tặng quần áo thế này. Úi dồi. Rồi bây giờ tôi phải làm gì? Trong phòng này có rất nhiều quần áo đẹp, cậu cứ vào lựa chọn thoải mái đi. Đúng rồi đây RAV, thầy cũng nghĩ là em nên chọn một cái bộ quần áo nào mới để mặc đi. Chứ thầy thấy là cái bộ của em đang mặc nó hơi cũ rồi đấy. Em chọn được quần áo rồi mọi người ơi, nhìn em trông có đẹp trai không? Cái bộ này có vẻ trông rất là ấm áp đây, em nghĩ là em sẽ lấy cái bộ này. Đó, nhìn trông có phải gọn gàng sáng sủa không nào? Bây giờ chúng ta cùng đi về thôi. Cảm ơn ông nhá. Tôi với cả thằng nhóc này sẽ đi về đây, trời cũng sắp tối rồi, mai nó còn đi học nữa. Nhiệm vụ của tôi hết rồi, hai người đi về cẩn thận nhá. Ôi, hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời. Mình đã học được nhẫn thuật mới, lại còn được bộ quần áo này nữa. Em về nhé thầy nhá. Dù sao thì ngày hôm nay cũng cảm ơn em đã giúp thầy chạy thoát nha. Chứ không thầy có lẽ là đã bỏ mạng ở đó rồi đấy. Lần sau thì đừng có dại dột làm những cái việc như thế này nữa. Thầy cứ yên tâm, con người ai cũng chỉ vấp ngã một lần thôi. Em tự cảm thấy được là em đã mạnh mẽ lên rất nhiều rồi. Thôi được rồi, ta đi về đây. Ăn uống tắm rửa rồi mai đi học đúng giờ nhá. Vâng, hẹn gặp thầy ngày mai ở trường nhá. Hôm nay đúng là một ngày dài, nhưng mà dù sao cũng vui thật đấy. Ôi, đau mỏi quá, mới sáng sớm đã phải đến lớp để tập trung. Hình như em vẫn còn hơi bị đau xương từ ngày hôm qua thầy ạ, có gì cho em đi về trước được không? Hy vọng là ngày hôm nay mình sẽ không bị phạt hay là đứng ngoài cửa lớp, chứ mệt mỏi người lắm rồi, chỉ muốn nằm ngủ trên giường thôi. Hôm nay các bạn đến đúng giờ quá nhỉ. Thì hôm nay thầy cũng sẽ giới thiệu với các em luôn là lớp chúng ta có thêm một học sinh mới. Chắc chắn là mình sẽ bắt nàng được tên học sinh mới này đây. Khi vào lớp, nó sẽ phải biết RAV chính là ai. Là một Hokage tương lai. Nào, các em trật tự không nói chuyện nữa. Và bây giờ thì bạn học sinh mới sẽ bước vào đây. Và mọi người hãy cùng chào bạn ấy nha. Được rồi, em vào đi. Hả?